Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn rất lạc quan, dù có nhiều dấu hiệu đáng quan ngại cho tương lai của VinFast. Ngày 13 tháng 6, BBC Tiếng Việt cho hay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tự tin về VinFast, chuyên gia đánh giá khác. Theo đó, trong một bài phỏng vấn với một hãng tin quốc tế mới đây, tỷ phú Phạm Nhật Vượng khẳng định VinFast tiếp tục mở rộng tại châu Á, ngay cả khi doanh thu ngành xe điện đang chững lại trên toàn cầu trong khi đó các chuyên gia và nhà đầu tư lại không lạc quan như vậy. Tôi không lo lắng về doanh số bán xe điện, sự phát triển của xe điện là tất yếu, ông Vượng nói. BBC cho biết ngày 11 tháng 6, trước một ngày so với thời điểm xuất bản bài phỏng vấn nói trên, trên trang web của Nasdaq xuất hiện một bài viết thể hiện sự hoài nghi của các nhà đầu tư đối với công ty xe điện Việt Nam này. Bài viết chỉ ra các dấu hiệu khiến các nhà đầu tư quan ngại về tình hình kinh doanh của nhà sản xuất ô tô điện này. Đầu tiên, VinFast bán đa số xe của mình cho các công ty con hoặc công ty liên kết. Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ cho biết, 70% lượng xe điện của VinFast được bán cho công ty liên kết VinFast SM, một dịch vụ đặt xe điện tại Việt Nam. Và đây là hình bài trên BBC. BBC dẫn nhận định của bài viết trên Nasdaq cho rằng, nếu chỉ tập trung bán xe cho các công ty liên kết, VinFast khó có thể cạnh tranh được trong thị trường người tiêu dùng phổ thông. Thứ hai, việc xây dựng nhà máy của VinFast tại tiểu bang Bắc Carolina tại Mỹ đang chậm tiến độ. Theo dự kiến, VinFast sẽ hoàn thiện nhà máy vào tháng 7 năm 2024, nhưng công ty đã đẩy lùi thời điểm đưa nhà máy vào vận hành đến năm 2025. Thứ ba, các vụ kiện đối với VinFast tại Mỹ liên tục xuất hiện trong thời gian gần đây cũng gây tác động đến tâm lý các nhà đầu tư. Đối với những vụ kiện này, VinFast tuyên bố rằng đó là một phần của văn hóa kiện tụng ở thị trường Mỹ theo BBC, chưa rõ VinFast sẽ thắng hay thua, nhưng các nhà đầu tư nghi ngại những vụ kiện sẽ làm ảnh hưởng đến dòng tiền và hoạt động kinh doanh của công ty. Nếu kết quả cuộc điều tra vụ tai nạn khiến 4 người tử vong liên quan đến xe VF8 của hãng dẫn đến việc thu hồi xe VinFast tại Mỹ, thì hình ảnh của hãng sẽ bị ảnh hưởng, gây cản trở nghiêm trọng đến việc mở rộng ra thị trường quốc tế. Thứ tư, những người trải nghiệm xe điện chuyên nghiệp đánh giá. VinFast chưa thật sự có lợi thế về giá, đặc biệt trong bối cảnh các hãng xe điện giá rẻ Trung Quốc tham gia cuộc chơi và những ông lớn như Tesla cũng áp dụng chiến lược giảm giá mạnh mẽ. Và đây là hình tỷ phú Phạm Nhật Vượng. BBC dẫn lời tỷ phú Phạm Nhật Vượng trả lời trong cuộc phỏng vấn nói trên, thừa nhận rằng các nhà đầu tư lo sợ VinFast đầu tư nhiều quá thì sẽ mất cân đối. Lãi suất thì đang rất là cao và việc cấp tín dụng từ các ngân hàng của Mỹ cũng không đạt như điều mà chúng tôi mong đợi, ông chủ VinFast nói thêm. Thứ năm, Tính từ lúc kết thúc phiên giao dịch đầu tiên trên sàn NetDAX cho đến hết ngày 12 tháng 6, cổ phiếu VinFast đã mất khoảng 90% giá trị. Tuy nhiên, ông Phạm Nhật Vượng cho hay công ty đang ghi nhận một số dấu hiệu tích cực, chẳng hạn như doanh số ở thị trường Mỹ đã tăng nhiều trong những tháng trở lại đây. VinFast vẫn bán được nhiều xe hơn một số hãng khác như Lucid hay Nikola của Mỹ. Thêm vào đó, tỷ suất lợi nhuận gợp của VinFast, theo bài biết trên NetDAX, đang được cải thiện. Một số nhà đầu tư tin rằng công ty cuối cùng rồi sẽ vượt qua mọi khó khăn hiện nay. Vẫn theo BBC, so với mức đáy hồi cuối tháng 4 năm 2024, giá cổ phiếu VinFast đã có những bước phục hồi đáng kể. BBC dẫn trang Business Times của Singapore ngày 11 tháng 6 đánh giá rằng VinFast vẫn đang thống trị thị trường Việt Nam và các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc gặp khó khăn để phá vỡ thế độc tôn này. Tuy nhiên, các nhà quan sát nhận định chỉ mỗi thị trường nội địa là không đủ để hãng xe điện Việt Nam phát triển trong ngành này. Phương tiện này chưa thật sự phổ biến tại Việt Nam, cơ sở hạ tầng cho xe điện cũng chưa đưa được đầu tư nhiều. Nhiều người cho rằng các chính sách hỗ trợ cho ngành xe điện tại Việt Nam là kém hấp dẫn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn rất lạc quan, dù có nhiều dấu hiệu đáng quan ngại cho tương lai của VinFast. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Người Việt ăn nhựa qua đường hải sản Ngày 12 tháng 6, BBC cho hay Người Việt Nam trong nhóm ăn nhựa nhiều nhất thế giới BBC cho biết các nhà nghiên cứu của Đại học Cornell tại Mỹ chỉ ra có người hấp thụ vi nhựa qua hai đường chính, thực phẩm và không khí. Các nước Đông Nam Á dẫn đầu bảng xếp hạng trong nghiên cứu tính theo bình quân đầu người với các trường hợp điển hình là Việt Nam, Indonesia, Philippines và Malaysia. Và đây là hình bài trên BBC. Người dân Việt Nam xếp thứ tư trong chỉ số tiêu thụ nhiều vi nhựa nhất qua đường thực phẩm. Trung bình mỗi người Việt Nam ăn 363 mg vi nhựa mỗi ngày. Theo BBC, nghiên cứu tiến hành khảo sát 109 quốc gia, lấy dữ liệu từ năm 1990 đến năm 2018 được hoàn thiện và xuất bản vào tháng 4 năm 2024. Vi nhựa theo định nghĩa của các nhà khoa học của Đại học Cornell là những hạt nhựa có kích thước nhỏ hơn 5 mm. Chúng có thể là những sợi, mảnh, hạt vụn đến từ các sản phẩm nhựa bị vỡ, bong tróc, hư hỏng. Quá trình sản xuất, xử lý nhựa không đúng cách cũng khiến vi nhựa tràn ra ngoài môi trường. BBC cũng cho hay, một số nghiên cứu đã chứng minh mối quan hệ giữa vi nhựa và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của con người. Chúng chứa hóa chất độc hại, có thể gây ung thư, bệnh tim hoặc khiến thai nhi kém phát triển. Các nghiên cứu chỉ ra, quá trình công nghiệp hóa ở các nước đang phát triển là nguyên nhân chính dẫn đến việc tốc độ sử dụng nhựa tăng mạnh, hoạt động xả thải nhựa ra môi trường tự nhiên từ đó cũng tăng theo. Trong khi đó, các quốc gia phát triển lại chứng kiến chiều hướng ngược lại. Và đây là hình rác nhựa tràn lan ở Việt Nam. Với nhựa trong không khí ghi nhận tại Việt Nam, cao gấp 8 lần so với tại Nhật Bản. BBC cũng cho biết Việt Nam có những làng nghề chuyên thu gom, xử lý phế liệu, rác thải nhựa, đơn cử như làng Minh Khai tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, việc xử lý rác thải nhựa ở các làng nghề như vậy có nhiều rủi ro, do sử dụng máy móc lạc hậu khiến cho phần nhựa không thể tái chế, bị vứt bỏ bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường. Nước trong quá trình xử lý nhựa mang các vi nhựa theo dòng chảy đi ra sông, biển. Các hạt vi nhựa khi đi ra môi trường nước sẽ bị các sinh vật phù du ăn phải. Sau đó các loài cá, động vật thủy sản ăn các sinh vật phù du và con người khi tiêu thụ những thủy sản này sẽ vô tình hấp thụ luôn cả vi nhựa. Nghiên cứu từ Đại học Cornell cho biết hơn 50% lượng vi nhựa người dân Việt Nam ăn phải đến từ môi trường nước, đặc biệt là hải sản. BBC dẫn giải pháp mà các nhà khoa học ở Đại học Cornell đề xuất, đó là cần có các biện pháp kiểm soát dòng chảy của chất thải hiệu quả cũng như cải thiện hệ thống xử lý nước thải. Giải pháp này càng đặc biệt quan trọng khi người dân hấp thụ vi nhựa chủ yếu qua đường hải sản. Và đây là hình hải sản nguồn đưa vi nhựa vào thức ăn của người Việt. Vẫn theo BBC, các nhà nghiên cứu của Đại học Cornell cho rằng về lâu dài các nước phát triển nên chia sẻ công nghệ cho những nước đang chịu tác hại nặng nề của nhựa. Các nhà khoa học cũng cho rằng rác thải phế liệu nên được đưa đến những quốc gia có công nghệ xử lý tiên tiến và khả năng quản lý hiệu quả thải. BBC dẫn báo cáo trong tháng 4 năm 2024 của Liên hiệp quốc cho thấy Việt Nam đang là một trong những điểm đến hàng đầu của rác thải trên thế giới. Tình trạng rác ở Việt Nam đã quá tải, không thể nào xử lý hết. BBC dẫn nhận định của bà Colin Salamat, chuyên viên về thương mại chất thải khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức Break Free From Plastic cho rằng Tôi nghĩ điều quan trọng nằm ở những nhà cầm quyền. Các nước phát triển thường nhắm đến các nước đang phát triển mà có chính sách quy chế lỏng lẻo để xuất khẩu rác tới đó. Nhận định này ngược với quan điểm mà nhà cầm quyền Việt Nam thường xuyên tuyên truyền, đó là ô nhiễm là do ý thức người dân. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ, với bản tin người Việt ăn nhựa qua đường hải sản xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo.đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới